Đà, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải trí 24 giờ, số ra ngày 28 tháng 12. Hôm nay của các bạn là một ngày như thế nào? Thứ hai đầu tuần chắc là bận rộn lắm đây, nhưng dù làm việc hăng say đến đâu cũng đừng quên dành 5 phút mỗi ngày để đón xem chương trình giải trí 24 giờ nha, cũng như là để cùng với anh Đào thư giãn và cập nhật những thông tin giải trí mới nhất trong ngày. Tối qua, hội trường nhà thi đấu Nguyễn Du như bùng nổ với đêm chung kết siêu mẫu Việt Nam năm 2015. 27 thí sinh đã mang đến cho khán giả một đêm mãn nhãn với 4 màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong các trang phục đồng diễn, áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Các thí sinh siêu mẫu năm nay được đánh giá trội hơn các năm cả về sắc vóc, kỹ năng catwalk cùng khả năng ứng xử thông minh. Kết thúc đêm thi, hai thí sinh Dương Nguyễn Khả Trang và Mai Tuấn Anh đã xuất sắc đoạt giải vàng chung cuộc. Các dòng ca đang đình đám hiện nay như Tóc Tiên, Sơn Tùng cùng các DJ nổi tiếng đã thật sự khuấy động, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Với chủ đề vượt qua thử thách, khám phá cơ hội, đêm nhạc Ngày Hội Xanh là sự kiện văn hóa giải trí miễn phí dành cho giới trẻ sinh viên sẽ diễn ra lần lượt ở các tỉnh thành lớn trong cả nước. Tối qua, đông đảo khán giả đã đến thưởng thức những giai điệu âm nhạc sâu lắng trong đêm nhạc cổ điển Khúc Giao Mùa tại Đại học Hoa Sen quận Nhất. Điều đặc biệt, đây là đêm nhạc được dàn dựng và tổ chức bởi nhóm Sẹt Mơ, gồm toàn các bạn học sinh, sinh viên, tuổi đời còn rất trẻ. Nhóm vẫn thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn phi lợi nhuận với mong muốn đưa dòng nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Các bạn đã nghe tin gì chưa? Cách đây vài ngày đã có một album nhạc rock cực chất vừa ra mắt. Ngay đâu thì nhóm nhạc này phải đầu tư những 4 năm trời cho sản phẩm này, và chủ đề được lấy cảm hứng từ một nhân vật cổ tích rất quen thuộc, đó chính là Thạch Sanh. Nói đến đây thì anh Đào cũng hồi hộp lắm rồi. Nào, hãy cùng với anh Đào thưởng thức album Xét Đánh Ngang Trời của nhóm Thạch Sanh nhé. Người vội ra từ đời hôn bang. Ba mươi gương mặt được chọn từ 500 thí sinh trên cả nước đã có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Điện Ảnh Việt Nam tại nhà hát Bến Thành tối qua. Tuy là cuộc thi tìm kiếm gương mặt điện ảnh, nhưng phần lớn thời lượng đêm chung kết lại không ưu tiên để thí sinh bộc lộ diễn xuất mà thiên về trình diễn thời trang. Với cái tiết mục dạ hội áo dài, một bài thí sinh xuất sắc được diễn xuất trong vở kịch Tình Sử Âu Lạc. Giải nhất chung cuộc đã thuộc về thí sinh Huỳnh Yến Trinh. Có lẽ chưa bao giờ nghề người mẫu lại được quan tâm nhiều như hiện nay. Được mặc đồ đẹp, được sải bước trên sân khấu, ánh hào quang của nghề người mẫu đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ. Tuy nhiên, đằng sau đó, nghề người mẫu ở Việt Nam ẩn chứa khá nhiều những thực trạng phức tạp. Sau đây, hãy cùng với anh Đào và giải trí 24 giờ đi vào hậu trường của người mẫu để có cái nhìn cận cảnh và chân thật hơn về vấn đề này nhé. Đẹp, năng động, sành điệu, người mẫu hiện đang là một trong những nghề hot và được yêu thích nhất với nhiều bạn trẻ Việt Nam. Xin chào chương trình giải trí 24 giờ. Mình là Nguyễn Ngọc Anh Thư. Ngay từ nhỏ khi mà xem những chương trình trên TV thì tôi đã rất là thích các chị người mẫu trình diễn những cái bộ sưu tập của các nhà thiết kế rất là hoành tráng, rất là xinh đẹp. Và từ đó thì tôi đam mê mình có thể là có một lần được trình diễn trên những sàn catwalk đó. Lung linh trên sàn diễn, nhưng bước xuống thực tế, người mẫu vẫn chưa được công nhận là một nghề chính thức tại Việt Nam. Thực trạng hoạt động tự do này đã dẫn đến nhiều hệ lụy và khó khăn, không chỉ cho các cấp quản lý mà còn gây bức xúc cho cả những người làm nghề thật sự. Hiện nay thì nghề người mẫu thì rất là đại trà, nhà nhà đều có thể trở thành người mẫu, người người đều tự nhận mình là người mẫu. Và lấy cái danh nghĩa người mẫu đó để đi hoạt động mại dâm thì sẽ rất là ảnh hưởng đến cái nhìn nhận chung của mọi người đến cái ngành nghề người mẫu. Các người mẫu hiện nay thì rất là khó khăn trong cái việc là giá cát xê, mọi người đều mỗi giá và chưa có một cái khuôn nhất định, một barrier nhất định. Vì vậy Thư mong rằng khi có được hội người mẫu thì các người mẫu sẽ được bảo vệ những cái quyền đó và sẽ được đề cao hơn và được mọi người tôn trọng hơn. Khi người mẫu ngày càng phát triển thì những góc khuất, những trăn trở về bằng cấp, đạo đức nghề nghiệp đang đặt ra những yêu cầu bức thiết cần sớm được giải quyết. Sẽ phải xây dựng được một cái lộ trình để có cái chương trình giáo dục đào tạo nó đúng chuẩn, và thứ hai là cũng sẽ phải có cái quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp để người mẫu hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật. Có thể nói nghề người mẫu ở Việt Nam ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện về hào quang lẫn bóng tối. Hy vọng rằng sắp tới đây việc cấp thẻ người mẫu có thể giải quyết được những thực trạng trên để cho những ai thật sự đam mê có thể theo đuổi nghề một cách chân chính. Đến đây thì chương trình giải trí 24 giờ đành phải nói lời chào tạm biệt rồi. Và đừng quên, chúng ta có một cuộc hẹn vào ngày mai cũng vào lúc 18:30 tại địa chỉ website quen thuộc, đó chính là tv.tuitrẻ.vn hoặc tuitrẻ.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Xuyên Vàng phối hợp thực hiện. Anh Đào xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
We'll be right back.